À, ok mọi người ơi, thì hôm nay mình có dịp đi đến một cái nơi để mà coi hoa tulip. Thì hiện tại ở Melbourne này nó vào xuân, cho nên đây là cái thời điểm mà người ta đi đến để coi vườn hoa rất là nhiều. Thì cái vườn hoa tulip này có tên là Teresa, nó nằm ở về phía đông Melbourne, cách Sunwell chỗ mình ở cũng khoảng 45 cây. Đó. Thì có hai cách để mà mọi người có thể mua vé ha. Một là mọi người có thể mua online, hai là mọi người có thể đến đây mọi người mua vé ở đây. Nhưng mà mình recommend mọi người nên mua vé online nha. Tại vì nhiều khi đến đây á, họ hết vé là mình sẽ không mua được. Mọi người nên mua online trước 1-2 ngày. Đó. Bây giờ mình đang đợi chị My tới với lại một vài người bạn tới. Rồi mình sẽ đi vô cái cổng vào là ở đây nè. Thì hôm nay mình sẽ quay cho mọi người xem một cái vườn hoa tulip ở Melbourne này nó sẽ đẹp như thế nào ha. Ok. Từ trung tâm thành phố Melbourne, mọi người đi khoảng 58 km về hướng đông sẽ đến được vườn hoa tulip có tên là Teresa. Trên đường chạy xe lên vườn hoa tulip này, mình thấy cảnh vật trông rất đẹp. Vừa có rừng, núi, cánh đồng, thị trấn, đẹp không thua gì cảnh vật bên châu Âu. Nước Úc và người Úc, họ giữ gìn và sống hòa hợp với thiên nhiên rất tốt. Từ thành thị đến thị trấn, đi đến đâu mình cũng thấy cây cối bao la mát rượi. Theo bản thống kê mới nhất, thì thủ đô Canberra của nước Úc được bình chọn là thủ đô có chỉ số bụi mịn thấp nhất trên thế giới. Nhờ vậy, trong suốt nhiều năm liền, các thành phố của nước Úc như Sydney, Melbourne, Perth đều được bình chọn là những nơi đáng sống nhất thế giới. Đi đoạn đường này làm mình cứ nhớ lại những lần qua đèo Ren để đến thành phố Đà Lạt ở Việt Nam. Sau khoảng 30 phút lái xe từ Sunwell thì cũng đến được vườn hoa tulip. Hôm nay trời nắng rất đẹp và ngày nghỉ cuối tuần nên rất đông mọi người đến tham quan. Mọi người có thể đặt mua vé online hoặc đến mua trực tiếp tại vườn hoa. Thì mình vừa mới qua cái cổng soát vé. Thì mọi người lưu ý ha, khi mà vô trong á, họ sẽ cho mọi người một cái map, một cái bản đồ. Cái này gọi là cái cuốn sổ hướng dẫn để mà đi du lịch tham quan trong đây. Thì nó bao gồm map với giới thiệu. Với lại họ cũng sẽ cho mình một cái ticket để mà mình có thể try thử rượu. Mọi người nhớ xin cái token này nha. Tại vì hồi nãy mình vô họ quên đưa cho mình phải xin thì họ mới cho mình. Ok, bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan toàn bộ khu này ha. Như mọi người có thể thấy rất nhiều người đến để tham quan. Thì đây là
một trong những cái địa điểm tham quan vườn hoa tulip nổi bật nhất ở Mel, ở Victoria này. Rồi, bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan toàn bộ ha. Thì đây là cái map vô nè mọi người. Thì khá là rộng ha. Mình sẽ đi hết toàn bộ nơi đây cho mọi người coi xem nó như thế nào ha. Rồi, let's go. Ở chơi này à, hồi nãy mình nhìn kỹ lại cái tour guide hồi nãy nó phát cho mình lúc mình nhìn vô á, thì ở đây á nó sẽ có một cái mini game ha. Thì trong quá trình mà mọi người tham quan cái vườn hoa tulip này nè, nó sẽ có 7 cái món đồ nó sẽ ẩn giấu trong cái vườn hoa tulip này. Thì nếu mà mọi người kiếm ra được 7 cái đó, mọi người ghi tên từng món trong cái list này nè, thì nó sẽ cho mọi người cái quà nha. Đó, if you can find them and write down their name, you can win a sweet prize. Đó, mọi người lưu ý ha. Vô đây tham quan rồi để ý xem coi 7 món đồ đó là gì, rồi ghi lại ha. À, thì hiện tại Melbourne đang vào mùa xuân nha. Đây là cái tháng mà đẹp nhất trong năm ở Melbourne này. Đó là nó rơi vào tháng 9, tháng 10, tháng 11. Đó, thì đây cũng là cái thời điểm tốt nhất để mà mọi người đến Melbourne du lịch và đi tham quan những cái vườn hoa trái cây như thế này. Thì mình thấy là hôm nay trời rất là đẹp. Nó cũng không có nóng lắm, cho nên mình thấy khá nhiều người đến tham quan cái vườn hoa Telesa này. Đó, thì mọi người có thể thấy nè. Đó, mình đang đứng ở trên cái khúc cao nè, nhìn xuống nè. Đó, nó cái vườn hoa nó sẽ trải dài thẳng xuống dưới kia luôn. Thì mình sẽ cố gắng quay nhiều nhất có thể để cho mọi người có thể hình dung ra được cái vườn hoa này nó đẹp như thế nào ha. Mình thấy có rất nhiều cô chú anh chị người Việt đến tham quan vườn hoa này, nhưng đông nhất vẫn là người Ấn Độ. That's the main time.
Thì ở đây á, họ trồng hoa tulip theo một cái hàng rất là đều ha. Nhìn nó đều, nó thẳng tắp. Thì mỗi hàng đó là một màu khác nhau, cho nên nó tạo ra một cái khung cảnh tổng thể nhìn rất là tươi mắt. Đa phần là những cái hoa mà có cái màu rất là tươi, như là màu vàng nè, màu cam nè, màu hồng, màu đỏ đó. Nó làm cho nguyên cái khu này rất là màu sắc ha. Đó, mọi người thấy nè. À, thì hiện tại mình đang đứng ở trên cái đồi nhìn thẳng xuống dưới đó, nó còn rất nhiều vườn hoa. Thì mình có một lời khuyên là khi mà mọi người vô đây tham quan á, mọi người nhớ đem một cái mắt kiến ha, tại vì mình thấy gió nó thổi bụi vô rất là nhiều, bụi nó bay rất là nhiều, nên vô đây tham quan mang mắt kiến vô để mà bụi nó không bay vô mắt đó. Nó còn một hàng ở dưới kìa đó. Thì như mình nói là họ trồng hoa theo từng hàng, mỗi hàng là một màu riêng biệt, và những cái màu nó đều là những cái màu tươi không à, cho nên nhìn rất là mát mắt với lại tươi mắt đó. Thì mình thấy cái khu này nó cũng không có rộng lắm ha, đó nó chỉ có nguyên dãy này thôi đó. Thì bây giờ mình sẽ đi xuống dưới đó, mình quay thêm cho mọi người coi nó sẽ như thế nào ha. À mọi người ơi, thì ở đây có một lưu ý nha, mọi người cũng không có được phép mà bước vô trong cái những cái hàng hoa này để mà chụp hình ha. Thì mình thấy hồi nãy có nhân viên người ta nhắc nhở vài người á, tức nghĩa là mình chỉ đứng ở bên ở ngoài cái phạm vi của cái dây kẽm gai này thôi, chứ mình không có được phép bước vô trong những cái luống hoa này để mà chụp đó. Thì chắc bước vô rồi người ta sợ là đi nó đá chân mọi người, đá vô hoa nó làm rụng hoa. Mọi người lưu ý ha, mình cũng không có được bước vô trong những cái luống hoa ha, chỉ đứng ở ngoài này nhìn ngắm và chụp hình thôi. Mọi người lưu ý khi mà tham quan vườn hoa ở đây ha. Thì như mình khuyên á, vô đây tham quan mọi người nhớ đeo mắt kiến, tại vì nãy giờ mình thấy mỗi lần gió nó thổi qua là bụi rất là nhiều nó bay tới không mọi người, không thấy bụi không đó, bụi rất là nhiều nha, cho nên vô đây tham quan mọi người nhớ mang cái mắt kiến vô để không bụi bay vô mắt á đó. Thì bây giờ mình đang đứng ở trước cái khu số 2 này. Hey!
Thì mình thấy ở đây họ chia ra hai khu ha. Cái khu thứ nhất là họ trồng hoa theo hướng dọc xuống đó. Rồi khu thứ hai thì bên đây thì họ trồng hoa theo hướng ngang ha, ngang qua đó. Mọi người thấy không, bụi rất là nhiều nha, nhớ mang mắt kiến vô đây khi tham quan nha mọi người. Xin kính chào anh chị chủ business. Kubo Lab chúng tôi chuyên tư vấn, cung cấp các dịch vụ và giải pháp toàn diện để phát triển hiệu quả business của anh chị, bao gồm thiết kế và phát triển website, thiết kế thương hiệu, thiết kế hình ảnh bao gồm poster, flyer, price list, menu, business card, thiết lập tối ưu và quản lý quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, SEO, tối ưu thứ hạng website trên Google Search, thiết kế và phát triển ứng dụng, quảng cáo email, các giải pháp thương mại điện tử. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với chúng tôi qua website kubolab.com.au để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Xin chân thành cảm ơn anh chị. Kubo Lab, nâng tầm business Việt. Ok, thì đây là cái khu ăn uống ha. Thì mọi người có thể ra đây, mọi người có thể mua xúc xích, rồi bán đủ thứ đồ ăn ở đây. Đó. Thì ở đây họ xếp bàn ghế nè. Đó. Mọi người tha hồ ngồi ăn nghỉ mệt. Ok mọi người, thì hồi nãy mình đợi chỗ quầy xúc xích đó, thì mình mua cái này gọi là chili frankie xúc xích Đức á. Thì một phần này là nó bán là 16 đô. Khá là ngon ha. Đó. Sau đó mình ra đây ngồi nghỉ mệt chút. Đó. Thì mọi người có thể thấy nè, ở đây họ cho mình giải thảm ra để ngồi. Xung quanh hoa rất là nhiều ha. Ok. Giờ mình với gia đình anh Bình ngồi ăn trưa chút rồi sau đó đi tham quan tiếp. Rồi. Ok. Thì theo mình thấy nha, cái chỗ này mọi người đến chơi chủ yếu là để chụp hình tự sướng thôi, chứ nó không có cái gì hết á. Cái khu nó cũng không có rộng, đi chừng một chút là hết rồi. Thì tại vì đây là cái mùa đẹp nhất trong năm ở Melbourne, là mùa xuân, cho nên hoa nó nở rất là đẹp. Thì đến đây chủ yếu là để chụp hình thôi, đăng Facebook tự sướng các kiểu thôi, chứ đi một hồi là cũng hết cái vườn hoa tulip này rồi. Thì yes, nhưng mà mình recommend là mọi người nên ghé đây tham quan một lần để cho biết vườn hoa tulip ở Melbourne này nó như thế nào. Thì cái vườn hoa này nó tên là Tessitla nha. Hồi nãy mình không biết tên, mình đọc là Tessitla gì tà le hồng me, tên đúng là Tessitla đó. Bây giờ mình sẽ quay thêm một đoạn một ít nữa xung quanh cái vườn hoa này nè, hai nhóc quậy quá. Rồi chào mọi người đi. Hai mọi người, bye bye mọi người. Gì bye bye.
Hello. Đến tiết mục chính của chương trình, đó là chụp hình để flash. Chụp vào nhé. Mình và gia đình anh Bình đã có những bức hình rất đẹp. Khu tiếp theo mình tham quan đó là khu tập trung các cửa hàng ăn uống và bán đồ lưu niệm. Vì là vườn hoa tulip nên không khó hiểu khi có khá nhiều shop của người Hà Lan, điển hình như shop bán đồ ngọt này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
này thì chuyên bán dép rock. Người có thể trải thảm ra và ăn uống thoải mái tự nhiên. Một nơi để trình diễn âm nhạc, họ trang trí tương tự như một tòa thành cổ của người Hà Lan. Tấm bảng này họ giới thiệu sự hình thành của vườn hoa tulip. Một cặp đôi trẻ tên là Sid và Johanna Tesakla đã rời khỏi Hà Lan vào năm 1939, cũng là ngày đám cưới của họ, để đến Australia với chỉ duy nhất một chiếc vali. Với kinh nghiệm trồng hoa tulip và sự chăm chỉ, họ đã xây dựng nên vườn hoa tulip Tesakla tuyệt đẹp này. Em mới thấy nước Úc này đã được tạo nên từ sự tài giỏi chăm chỉ của những người di dân nhập cư. Họ đã đóng góp vào sự phát triển của nước Úc, để giờ đây Úc là một trong những quốc gia đáng sống nhất trên thế giới. Má kiếm hình 7 cái hình lúc cuộc đây, đó hay hình kẹo hả? Đây, cầm quay. Đó mọi người thì đi vòng vòng ở đây nè, mọi người kìm ra đủ 7 cái món đồ gì đó mọi người ghi tên ở đây. Nói xong sau đó sẽ được 2 cục kẹo. Chọn được chọn nữa, được chọn. Được chọn hả? Được chọn 2 cục kẹo hả? Má phần trưởng xúc động quá. Không, chạy nước mắt luôn. Nó lại phải cho một cái món. Ok mọi người ơi thì bây giờ nhóm mình chuẩn bị về. Thì như mình nói mọi người nên ghé đây tham quan một lần để mà chụp hình. Chủ yếu là tới đây để mà chụp hình tự sướng thôi. Bởi vì đây là đang là mùa xuân cho nên ghé những cái vườn hoa tulip này chụp hình rất là đẹp. Thì mình có một lưu ý ha. Đây là cái cổng vào nè. Thì từ cái cổng vào nếu mà mọi người đi thẳng xuống dưới kia là cái vườn hoa tulip. Rồi nếu mà từ cái cổng vào mà mọi người chạy thẳng ra đây nè, quẹo trái á, nó sẽ còn một cái khu nhỏ nữa, bên đây nữa. Thì nó bán đồ ăn rồi. Rồi những cái tiểu cảnh. Thì cái khu vực tham quan chính là nó nằm ở dưới, là cái vườn hoa tulip nằm ở dưới ha. Yes. Ok, nếu mà mọi người thấy video này hay, hãy cho mình một like, một share, subscribe nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.